Lạm phát là gì? Bitcoin có lạm phát hay không? Để hiểu đơn giản nhất thì cách đây gần 20 năm, mình ăn một tô mì bò bán ở canteen trường chỉ có 5.000 đồng một tô thôi. Nhưng bây giờ với 5.000 đồng ra chợ mua thịt người ta còn mắng cho. Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Nguyên nhân chính là do lạm phát. Hiểu đơn giản nhất thì lạm phát chính là sự tăng giá chung của các loại hàng hóa trên thị trường. Không chỉ ở Việt Nam, đất nước nào trên thế giới cũng có lạm phát và nó ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế, thị trường tài chính và bây giờ là cả thị trường crypto. Điển hình là trong những tháng vừa rồi, khi giá của Bitcoin đã liên tục thay đổi mỗi khi có tin tức Fed công bố điều chỉnh mức lãi suất để kìm hãm lạm phát. Chắc chắn các bạn đã từng nghe đến đất nước Zimbabwe và năm 2008, lạm phát của Zimbabwe lên tới 2.200.000%, khiến cho 1.000 tỷ đô la Zimbabwe chỉ bằng 1 đô la Mỹ. Khi mà cứ sau 24 giờ thì giá cả của mọi thứ lại tăng lên gấp đôi, một quả trứng có giá 50 tỷ đô la Zimbabwe. Chính phủ của nước này quyết định cho ra đời tờ tiền có mệnh giá cao nhất trên thế giới là 100 tỷ đô la Zimbabwe, nhưng 100 tỷ đô la Zimbabwe chỉ tương đương với 100 đô vào thời điểm đó. Vậy thì Bitcoin có tính chất lạm phát hay không? Câu trả lời là Bitcoin có tính chất giảm phát chứ không phải lạm phát. Bởi vì chúng ta không thể in thêm hay đào thêm Bitcoin mà chỉ có một số lượng giới hạn, đó là 21 triệu đồng Bitcoin mà thôi. Nghĩa là không có bất kỳ ngân hàng trung ương hay tổ chức tài chính nào có thể tạo ra thêm ngoài 21 triệu đồng Bitcoin có sẵn. Điều đó dẫn đến việc cung của Bitcoin bị giới hạn. Và điều này thì hoàn toàn ngược lại với cung tiền pháp định, khi mà chính phủ có thể in thêm tiền để đưa vào lưu thông. Do đó, khi nhu cầu ngày càng tăng thì Bitcoin sẽ ngày càng khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Hay nói cách khác, giảm phát chính là sự co lại của tiền tệ trong nền kinh tế. Cho nên có thể kết luận rằng Bitcoin có tính giảm phát.